Đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu tại trung tâm Vạn Hạnh. Tháng 7 âm lịch hàng năm là mùa tử tứ báo ân, là dịp để Phật tử ôn tập và nhớ lại công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, của tứ thân phụ mẫu. Kinh Phật dạy rằng con người phải có lòng hiếu để, tôn kính cha mẹ khi hai thân còn tại thế, để không có gì phải hối tiếc một khi cha mẹ qua đời mà chỉ còn dốc lòng cầu nguyện cho hai thân được vãng sanh về cõi bình an cực lạc. Đó là ý nghĩa và mục đích của ngày lễ Vu Lan, mùa báo hiếu thường được long trọng tổ chức tại các chùa sau thời gian hạ. Ngày Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua, lễ Vu Lan, mùa báo hiếu diễn ra tại Chùa Vạn Hạnh, vùng Centerville thuộc tiểu bang Virginia. Hàng trăm Phật tử và thiện nam tín nữ đã dự buổi lễ cầu siêu cho tứ thân phụ mẫu đã qua đời hoặc cầu an cho cha mẹ hay ông bà hãy còn tại thế. Chương trình lễ vu lan diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và cảm động của Trung tâm Vạn Hạnh, một ngôi chùa có cảnh quan và không gian bát ngát hài hòa mà người Phật tử có thể chiêm ngưỡng những nét đẹp truyền thống của một ngôi bảo tự được xây dựng trên đất Mỹ. Sau nghi thức công phu và sám hối dưới sự chủ lễ của hòa thượng Thích Trí Tuệ, viện chủ trung tâm Vạn Hạnh, các em thiếu nhi đã đọc những câu thơ mộc mạc về tình cha nghĩa mẹ. Trong phần huấn từ, hòa thượng viện chủ Thích Trí Tuệ ân cần nhắc nhở người con Phật noi gương ngài Mục Kiền Liên đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca giữ chữ hiếu làm đầu mang nặng công ơn dưỡng dục trên hai vai trong đó phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái về ân sâu nghĩa nặng của mẹ và lòng hy sinh vô bờ của cha khi nuôi con khôn lớn trưởng thành hòa thượng nhắc phật tử rằng giữ đạo hiếu tức là duy trì truyền thống và văn hóa tốt đẹp của người việt nam của từng gia đình việt nam nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát hôm nay là mùa vu lan báo hiếu là ngày mà chúng ta là những người con có cha có mẹ có ông có bà có nguồn gốc tổ tiên tất cả những người như vậy tức là những người con có hiếu những người con biết ơn cha mẹ và muốn biết ơn cha mẹ thì phải báo ơn cha mẹ, tức là phải đền đáp những công ơn sanh thành dưỡng dục khó khăn của cha mẹ. Ngoài việc chúng ta có những ngày lễ quan trọng như ngày Vu Lan, người Tây phương có cả cái ngày lễ cha lễ mẹ, chúng ta thì có ngày Vu Lan là cái ngày bao gồm hết tất cả những sự biết ơn và báo ơn. Chúng ta không những báo ơn, biết ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên của chúng ta mà chúng ta còn phải biết ơn đến tổ quốc của chúng ta, những vị anh hùng chiến sĩ, những người quốc gia Việt Nam đã từng hy sinh cho sự sống của nhân loại của tất cả con người Việt Nam của chúng ta. Cho nên ngày lễ này là ngày để biết ơn chung, chúng ta còn biết ơn tất cả những người nào đã đóng góp giúp cho chúng ta để thành sự nghiệp. Đó những bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta có được cái cơ hội, có kiến thức, có trí tuệ để chúng ta làm thành cái sự nghiệp cho chính chúng ta. Những người xung quanh của chúng ta có khi chúng ta không biết nhưng mà những người đó đều là những người ơn của chúng ta. Cho nên biết ơn thì chúng ta phải đền đáp ơn đó bằng những nghĩa cử chân thành của chúng ta, bằng những ý niệm tốt đẹp của chúng ta đối với tất cả mọi người. Đối với những gì chúng ta gặp phải và chúng ta cố gắng làm tất cả những gì cho những người sau này nhất là chúng ta là những người tha hương, chúng ta hãy cố gắng an ủi những người lớn tuổi, những người già, những người bệnh tật, những người mà đã là những người bực cha mẹ của chúng ta cũng như những người thân thương của chúng ta. Có được như vậy chúng ta mới trở thành những người tốt và có làm được như vậy chúng ta mới có thể giữ gìn cái truyền thống văn hóa đạo giáo, Phật giáo tốt đẹp của chúng ta để cho con cháu của chúng ta những người sau này bắt chước theo và làm theo được như vậy thì cái dòng máu dân tộc việt nam của chúng ta dòng máu của những người phật tử việt nam nó mãi mãi luôn lưu trên khắp thế gian này và khắp thế giới này xin cảm ơn đài aptn đã đến với chúng tôi trong ngày hôm nay và xin kính lời chào với tất cả mọi người xin Mong rằng tất cả mọi người đều là những người con có hiếu, có hành với cha, với mẹ, với ông bà, tổ tiên và đất nước. Như những người hy sinh cho dân tộc của chúng ta, như những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị được một sự an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cũng như các nơi khác trên đất Mỹ, mùa Vu Lan báo hiếu tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng được tổ chức tùy duyên tại các ngôi chùa Phật giáo trong vùng như Trung tâm Vạn Hạnh này là một và các chùa khác ở Virginia, Maryland và Washington, D.C. Thanh Trúc tương trình từ Trung tâm Vạn Hạnh, Centerville, Virginia.